chẳng hạn, chứ thay mình là chiếc máy tính bảng Phone Pad 7 là sản phẩm đến từ Asus. Và có thể nói đây là một sản phẩm giá rẻ nhưng mà hiệu năng của nó thì lại không rẻ một chút nào. Và nó có thể đáp ứng tốt những cái tác vụ cơ bản hàng ngày của các bạn. Và ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chiếc máy tính bảng này. Các bạn thấy thì về thiết kế, chiếc máy tính bảng này có viền màn hình hai bên tương đối mỏng so với những cái sản phẩm máy tính bảng khác. Tuy nhiên thì nó vẫn đủ để cho các bạn có thể cầm một tay một cách dễ dàng và tay các bạn không là chạm màn hình được. Cái máy này cũng cho các bạn cái cảm giác cầm trên tay khá là đầm tay và rất là chắc. Ở mặt trước thì Phone Pad 7 cung cấp cho các bạn một cái màn hình 7 inch ở đây và đúng như cái tên của nó vậy. Ở phía trên đó là dàn loa ngoài và camera trước, phía dưới đó là logo của Asus. Cạnh bên trái của máy thì sẽ là một cái nắp đậy để các bạn có thể cắm hai cái SIM của bạn ở đây, cũng như là cái khe cắm thẻ nhớ của mình. Với bên cạnh phải đó chính là phím tăng giảm âm lượng và phím nguồn của máy. Ở phía mặt sau thì các bạn thấy thì nó cũng khá là bám mồ hôi như các bạn thấy đây. Thì mặt sau máy được làm nhám và cho cảm giác cầm khá là thích, không bị trơn trượt. Phía trên đó chính là camera trước, camera sau 20 megapixel và logo của Asus. Đó, như vậy thì cái mặt sau này được làm cong và bo nên là các bạn có thể cầm một tay và khá là thích. Bên màn hình thì máy được trang bị một cái màn hình độ phân giải là 1024x600 megapixel nên là và không sử dụng cái tấm nền IPS nên là cho một cái chất lượng hình ảnh không được tốt cho lắm. Thực sự thì cá nhân mình giá cái màn hình của Phone Pad khá là xấu, máy có góc nhìn thấp và có độ phân giải kém. Với cái độ phân giải này thì khi dù nhìn ở cái độ khoảng cách bình thường thì các bạn có thể thấy là cái máy này khá bị lỗ rồi. Hiện nay thì cái máy này đang được chạy Android 4.3 là các bạn có thể thấy ở đây đó, phiên bản máy là 4.3 và chip Intel 1.2GHz và 1GB RAM. Thì những cái thao tác cơ bản của máy thì máy có thể đáp ứng một cách vừa đủ, tuy nhiên là cũng có đôi chút lag nếu mà khi các bạn có thể bật quá nhiều ứng dụng như thế này. Ngoài ra thì máy còn được trang bị một camera sau và camera trước. Thì với camera sau này thì cá nhân mình đánh giá không cao, bởi vì là nó không được trang bị cái công nghệ pixel master nên là cái chụp chiếu sáng của nó khá tệ. Tuy nhiên ở chụp ở cái điều kiện đầy đủ sáng thì nó cũng cho một cái chất lượng ảnh cũng ở cái mức chấp nhận được và bắn nét khá là nhanh. Các bạn thấy đây, khi mình zoom vào thì nó cũng không bị vỡ nhiều cho lắm. Nhưng điều mình đáng buồn đây chính là camera trước. Thì các bạn có thể thấy với camera trước này thì nó thực sự là nó làm như để có luôn và nó chất lượng hình ảnh khá là tệ. Bạn chỉ có thể chụp và up lên Facebook thôi. Tuy nhiên là chất lượng hình ảnh cũng không cao. Nhưng mà với một cái giá tiền của Phone Pad 7 thì chúng ta có thể chấp nhận được cái điều này. Một điều cuối cùng nữa, chắc hẳn là rất nhiều bạn khi xem clip này sẽ thắc mắc là không biết là chiếc Phone Pad 7 này có cân được những cái game như iPhone 8 hay không. Thì ngay giờ mình sẽ thử vào iPhone 8 cho các bạn xem. Các bạn thấy thì máy tiến hành lát vào game cũng ở mức tương đối nhanh, không chậm như cái mức giá của nó. Các bạn thấy đây. Ngoài ra thì Asus Phone Pad 7 còn được Asus trang bị cho những cái công nghệ như là Audio Windows của độc quyền của Asus. Nếu các bạn thấy đây thì máy đã lát màn hình game. Bây giờ mình sẽ thử cho cái đồ họa của game này ở mức cao nhất để các bạn thấy đây. Rồi, mình sẽ vào thử game cho các bạn xem. Chúng ta sẽ vào thử một màn chơi. Rồi. Máy có cái loa ngoài phía trên này và khi chúng ta cầm bạn chơi game hoặc xem phim thì khi bạn để hai tay phía sau thì cảm giác được cái loa màng loa nó rung lên khá là thú vị và chất lượng cái loa của Phone Pad 7 cũng khá tốt. Tuy nhiên là cái màn hình thì thực sự là nó cũng không được tốt cho lắm. Và như bạn thấy đây thì một lát nữa khi vào game các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh nó sẽ bị vỡ hạt khá là nhiều. Thôi, đấy là game đang lát và cũng rồi mình sẽ đưa thử các bạn xem. Bạn thấy với một cái màn hình như này thì khi các bạn nghiêng các phía thì máy sẽ bị mất hình ảnh cũng như là mất màu khá là mạnh đó. Và để khi để mức đồ họa cao nhất thì các bạn cũng có thể chơi iPhone 8 ở mức độ tương đối và chấp nhận được. Tuy nhiên là khi xảy ra những va chạm thì nó cũng khá là lag. Nên để chơi được cái game này một cách tốt nhất thì mình nghĩ là các bạn nên để ở mức đồ họa trung bình. Rồi như vậy. Rồi. Như vậy là mình đã giới thiệu các bạn cái chiếc Asus Phone Pad 7 này. Và theo đánh giá của mình thì đây là một cái chiếc máy tính bảng mà có cái mức giá thấp cũng như là hiệu năng tương đối tốt dành cho các bạn học sinh sinh viên, cũng như những người mà không có nhu cầu cao về giải trí.
trên chiếc máy tính bảng này. Và bài trên tay và trải nghiệm nhanh chiếc Asus Fullpad 7 của mình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ở bên ngoài hộp của máy thì là khá là vuông vắn và có màu vàng ánh kim, tưởng chừng như vỏ hộp được làm bằng kim loại. Ở bên trên vỏ hộp thì có in logo LG G3 và